tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà chia sẻ 8 điểm đặc biệt về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư. Điểm đặc biệt thứ nhất, ông Nguyễn Đức Hà cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kết nạp Đảng năm 23 tuổi khi đang là sinh viên năm thứ tư khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng kể, có thể nói vào những năm 60 của thế kỷ trước, việc kết nạp sinh viên vào Đảng không nhiều, nếu không muốn nói là rất hiếm, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong số sinh viên hiếm hoi đó. Điểm đặc biệt thứ hai, theo ông Hà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những sinh viên xuất sắc của trường đã tự viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp với chủ đề Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tố Hữu do giáo sư nổi tiếng Đinh Gia Khánh hướng dẫn. Ông Hà chia sẻ, có lẽ vì thế thơ Tố Hữu đã thấm đẫm trong máu của đồng chí và cũng có lẽ có nhiều ân tình gắn bó sâu nặng và duyên nợ với thơ Tố Hữu. Nên chúng ta thấy tại sao trong các bài phát biểu và bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất hay trích dẫn thơ Tố Hữu. Ông Hà dẫn chứng, khi nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã mượn hai câu thơ của Tố Hữu để nói lên lòng mình, đã hứa với Đảng, hai câu thơ này của nhà thơ Tố Hữu khi đang trong nhà tù của thực dân Pháp. Ông Hà bồi hồi nhắc lại, còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu, quyết không thôi. Hay là trong bài viết gần đây, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dẫn thơ Tố Hữu để kết bài viết và cũng nói lên niềm tự hào, tin tưởng sâu sắc vào Đảng. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt ra đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin. Ông Hà xúc động. Và đặc biệt, có lẽ không những tôi mà rất nhiều đồng chí khác khi xem TV về hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại nhà 67, sau đó thăm Phủ Chủ tịch và được các đồng chí Phủ Chủ tịch tặng một trái bưởi trong vườn của Bác. Thật xúc động khi thấy đồng chí vừa nâng trái bưởi và đọc bốn câu thơ trong bài thơ Bác ơi của Tố Hữu. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài, còn đâu bóng Bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Điểm đặc biệt thứ ba, Tổng Bí thư tốt nghiệp đại học ra trường tháng 12 năm 1967 về làm cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản, sau đó là cán bộ biên tập xây dựng Đảng và tiếp tục công tác tại tạp chí Cộng sản 24 năm từ khi tốt nghiệp ra trường. Trong 24 năm đó, có gần 5 năm Tổng Bí thư học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương và đi học ở Liên Xô để làm luận án tiến sĩ. Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường trở thành người đứng đầu tạp chí Cộng sản, cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng ta, cấp tương đương với Bộ trưởng, có thể nói đây là một kỷ lục về thời gian mà rất ít người có được, vì trước đây chưa có chính sách luân chuyển cán bộ và đây là trường hợp rất hiếm trong thời kỳ ấy. Điểm đặc biệt thứ tư được ông Hải chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đầu tiên được Đại hội 13 của Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ra quyết định tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và đề nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bầu làm Tổng Bí thư. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ ba ông Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư. Điểm đặc biệt thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2024 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tròn 80 tuổi, là Tổng Bí thư đương chức cao tuổi nhất qua tất cả các đời Tổng Bí thư kể từ khi thành lập Đảng đến nay. Điểm đặc biệt thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị nhiều nhiệm kỳ nhất trong các đời Tổng Bí thư. Cụ thể, đồng chí đã tham gia 7 khóa Trung ương, 6 khóa Bộ Chính trị, 5 khóa đại biểu Quốc hội, 4 khóa là lãnh đạo chủ chốt, trong đó có 1 khóa là Chủ tịch Quốc hội, 3 khóa là Tổng Bí thư. Điểm đặc biệt thứ 7 được ông Hà nhấn mạnh. Trong thời gian làm Tổng Bí thư, có một nửa nhiệm kỳ ông vừa làm Tổng Bí thư, vừa làm Chủ tịch nước, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2021. Ông Hà dẫn chứng. Ông là lãnh đạo thứ ba giữ đồng thời hai chức vụ lãnh đạo chủ chốt này. Đầu tiên là Bác Hồ, thứ hai là đồng chí Trường Chinh và thứ ba là đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian vừa làm Tổng Bí thư, vừa làm Chủ tịch nước, có một điều đặc biệt là người dân Việt Nam sau đúng 50 năm mới được nghe thơ chúc Tết lúc giao thừa.
Giao thừa năm 1969, người dân được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Từ đó đến giao thừa năm 2019, người dân Việt Nam mới lại được nghe thơ chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Hà dẫn lại. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà. Cả nước hân hoan mừng xuân mới, khải khoản ta viết tiếp bài ca. Theo Nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà, trong 4 câu thơ này, 2 câu đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mượn thơ của Bác, 2 câu sau là thơ của Tổng Bí thư. Rồi đến giao thừa năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đọc theo thơ Bác Hồ, nôm na mấy vần. Năm nay thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to, hòa bình, hạnh phúc, ấm no, rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Ông Hà cho biết, ở 2 câu đầu, Tổng Bí thư cũng mượn thơ của Bác Hồ, chỉ thay một từ, còn 2 câu sau là thơ của Tổng Bí thư. Điểm đặc biệt thứ 8 được ông Hà cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư có học hàm, học vị cao nhất từ trước tới nay, giáo sư tiến sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng. Kể lại quá trình của Tổng Bí thư, ông Hà cho biết, năm 1992, Tổng Bí thư được phong phó giáo sư, 10 năm sau vào năm 2002, Tổng Bí thư được phong giáo sư và đã có nhiều năm làm phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ngoài ra, Tổng Bí thư còn làm trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong văn kiện 6 Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội 9 đến Đại hội 14 này. Tổng Bí thư làm trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14. Trước khi từ trần do tuổi cao bệnh nặng, lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng được biết đến là người sống giản dị, gần gũi dân. Trong ảnh, ông bế một em bé khi có chuyến công tác tới xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay trò chuyện với các cử tri tại cuộc tiếp xúc ở quận Tây Hồ, Hà Nội tháng 5 năm 2015. Là đại biểu Quốc hội 5 khóa liên tiếp từ 11 đến 15, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội để trả lời và ghi nhận ý kiến của họ gửi đến Quốc hội. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông cũng nhiều lần về lại trường xưa, Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, nơi ông học niên khóa 1957-1963. Ở lần dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường sáng 14 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng thầy giáo cũ Lê Đức Giảng. Tại buổi lễ hôm đó, ông kể rằng thầy đi học trường lớp thiếu thốn đủ thứ. Từ lớp 5, ông thường phải vượt qua bãi Tham Ma, qua sông Đuống để đến trường trên quãng đường dài hàng chục km. Nhà không có đồng hồ, không biết mấy giờ nên ông dậy rất sớm ra bờ sông chờ đò. Tuần hai buổi, cứ học xong là ông cùng bạn đi dạy bình dân học vụ để nhận thù lao 6 hào cho 2 giờ dạy. Đó là số tiền lớn vì lúc bấy giờ lương công nhân, cán bộ nhà nước chỉ 1,3 đồng 5 xu. Chúng tôi lấy tiền đó sinh hoạt, học tập, ở trọ tự nấu nướng, ông kể. Đêm 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội trò chuyện với người dân đang chờ đón giao thừa trước tượng đài Lý Thái Tổ. Ông chúc Tết công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ, mừng tuổi các cháu bé đang cùng gia đình tề tựu quanh Hồ Gươm. Khi một cháu nhỏ lại gần, Tổng Bí thư cười tươi bế bổng cháu bé để cùng chụp hình lưu niệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2019 thực hiện nghi thức thả cá chép theo phong tục truyền thống tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Ngô Thị Mận chụp hình lưu niệm trên cầu Thê Khúc sau khi thả cá chép. Trong thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư từ năm 2011 đến nay, ông kiêm Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Trong chương trình công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 3 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Hạ, huyện A Lưới. Đây là huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Thừa Thiên Huế, còn nhiều xã thuộc diện khó khăn. Người dân làng văn hóa Thượng Điện, thành phố Hải Phòng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tháng 11 năm 2017. Khi Tổng Bí thư đi bộ giữa làng, nhiều người già trẻ nhỏ tiến lại bắt tay tặng hoa. Ông bắt tay đáp lại và bày tỏ niềm vui khi thấy đời sống bà con không ngừng đổi mới, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm ngày một sạch sẽ.
Tháng 8 năm 2023, Tổng Bí thư đến thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong chương trình công tác tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, ông nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giới thiệu về cột cờ 1.116 và báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Tháng 5 năm 2016, ông thăm và làm việc tại vùng 4 Hải quân Cam Ranh, Khánh Hòa. Tại đây, ông thường ngồi vào buồng lái chiếc thủy phi cơ DHC-6 Series 400 The Great Otter thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ, tàu ngầm Kilo. Tháng 8 năm 2014, Tổng Bí thư thăm làm việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại Cần Thơ. Ông chỉ rõ, để phát huy vai trò của thành phố trung tâm, động lực phát triển trên vùng sông nước gắn nhiều với nông nghiệp, Cần Thơ cần tập trung phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao, công nghiệp chế biến gắn với thương mại, du lịch, dịch vụ. Trong chuyến đi này, ông đến thăm dây chuyền chế biến tôm của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, khu công nghiệp Trà Nóc. Tháng 3 năm 2016, khi đồng bằng sông Cửu Long đang trong đợt hạn mặn xâm nhập lịch sử, 100 năm mới lặp lại, Tổng Bí thư đến cánh đồng ruộng lúa chết khô ở huyện Rồng Trôm, Bến Tre thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà nông dân đang gặp phải. Bến Tre khi đó đã công bố tình trạng thiên tai bởi cả tỉnh bị nước mặn bao trùm, ảnh hưởng nặng nề nhất các tỉnh miền Tây với 353.000 người thiếu nước ngọt, 19.000 hecta lúa đông xuân mất trắng, gần 7.000 hecta hoa màu, cây ăn trái đặc sản và vùng nuôi thủy sản bị thiệt hại, hơn 150.000 trâu bò thiếu nước uống. Ông Trọng nói, Trung ương và chính quyền địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con vượt qua khó khăn này. Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên tháng 4 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Văn Nên bìa phải, khi đó là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã A Yun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Một ngày sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc áo thổ cẩm tham gia điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc ở thôn Con Rơ Bảng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. Ngày 31 tháng 1 năm 2018, sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu hầm chứa vũ khí phục vụ cuộc tấn công Dinh Độc Lập của cố chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai, Nam Lai, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông ghi nhận sự gian khổ của gia đình chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai khi xây dựng giữ gìn hầm vũ khí. Ông cũng cặn kẽ thăm hỏi các nhân chứng lịch sử về quá trình đào hầm, cất giấu vũ khí để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công nửa thế kỷ trước. Tháng 9 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo, làm việc với Thành ủy thành phố về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Chuyến thăm này diễn ra khi thành phố Hồ Chí Minh trên đà phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài các hoạt động trong nước, các chuyến công tác nước ngoài, ông cũng tiếp xúc trò chuyện với kiều bào, người dân bản địa. Trong ảnh, Tổng Bí thư dự lễ meeting hữu nghị đoàn kết hai nước Việt Nam-Cuba trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba tháng 4 năm 2012.